Tây Ban Nha đang dẫn đầu bảng 4 League One ở thời điểm hiện tại, và nếu chơi với phong độ ổn định như vậy thì Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng giành vé đi tiếp trong vòng bán kết. Và trong khi đó thì Thụy Sĩ đang cần điểm để có thể thoát ra khỏi vị trí bét bảng, và một trận đấu hứa hẹn đầy khó khăn dành cho Thụy Sĩ. Thì như cái bóng này anh em có thể thấy thì bóng Tây Ban Nha chấp hòa cả trận và tài xỉu cả trận là hai chết. Còn trong hiệp 1 thì tài xỉu là một hòa, trong hiệp 1 thì bóng Tây Ban Nha chấp đồng banh. Thì như cái bóng này thì anh em cứ vào cho mình cái bóng Tây Ban Nha chấp hòa cả trận, và anh em nào muốn lấy thêm nhiều kiểu bóng khác nữa thì anh em kết bạn qua số Zalo 0862573102 để lấy thêm những kèo miễn phí anh em nhé.